Đây nè cô chú anh chị, ngay chỗ này là anh Hiển, người ta chỉ anh Hiển nè. Ui ôi giấu nè. Mày chết. Chết. Đâu? Nè. Thôi ơi. Mày nè. Để có lỗ dùi. Bự lắm rồi nha. Cái lỗ dùi luôn. Bên đây giấu nè. Bên từ bên kia tạt qua. Rồi chào cô chú anh chị luôn nha. Chào cô chú, chào anh em luôn. Thì hồi nãy mình có bắt mé tên kia được một con hổ sáp nha. Con hổ ngựa, con rắn trung. Thì anh Hiển có lên kêu mấy chú cháu mình đi vòng khu này, thì người ta thấy con rắn bự lắm cô chú anh chị. Mà mới vừa bước lên cái gò này là thấy cái lỗ dùi rồi, lỗ dùi chà bá rồi. Chú Bảy ông đi đâu mất tiêu luôn rồi. Khu này là của Dàm Kinh, ấp Dàm Kinh. Chú bóng lưỡng luôn rồi. Trên ướt khô cạn. Cao mưa nó chảy xuống không, đâu có thấm xuống được. Dưới con bính. Cô nào nằm đây luôn thôi nè. Hên xui ha. Tại xung quanh á, xung quanh là ruộng. Đây có cục ruộng chính giữa. Đây cũng cái giao hành nè. Chú Bảy đang đào cái hang đằng kia nữa cô chú anh chị. Sao chú Bảy? Hai người cũ. Vô cũ hả? Ừ. Chà ba nữa hang luôn đi cả khỏi ra ta. Không thấy dấu mới gì chú Bảy. Cay chứ. Nó nằm dưỡng lột phải không? Chú Mười đang đào mấy đằng kia lại chú Bảy. Trời ơi, cái cây ổ chà ba. Dao mình không lẽ sợ cái bổi. Dao mình không lẽ sợ cái bổi chú Bảy. Nghe nói chỗ nào chỉ rắn bự là phái à. Phải liền. Không vô dự hết đó. Hang đi dịu dậm luôn. Đi dùi không đau chứ. Trời ơi, dấu bằng tháng luôn, nó bự nè. Đây. Gì vậy? Miếng gạch khỏi cái cuốc. Cái cuốc. Đồ cổ. Đồ cổ. Trước. Trời ơi, cái tổ ở đây luôn rồi. Tổ lỗ hết thân. Vậy đang rắn này ra phải không chú Bảy? Ừ. Ủa anh Bảy Thì nằm dưới đây. À. Anh lúc đồ dưới. Lúc đồ dưới lận. Đào ngược giá luôn. Con rắn gì chứ Bảy? Điêu. Điêu. Cất lên không trời. Khủng. Hàng đi nãy giờ tụi còn 2 mét rồi mua rồi. Sâu xuống nữa chứ. Rít rít. Coi chân. Ừ.
Ất cô nha. Ngu quá. Ê cái gì? Chung cái đuôi con rắn vậy? Ê cái con rắn đó. Mới không thấy cái đuôi đó. Phải rồi. Trời ơi con mắt con sáng đó lắm chú Bảy ơi. Lụm lụm. Nó phải lớn nhiều khúc chứ này. Không, cái đuôi rồi. Thấy cái đuôi rồi đó mà. Nó đang nó cái đuôi nó đang rút vô. Mẹ con không thấy luôn. Coi chừng có hang nào qua đó không chú Bảy? Nó đang cất lên không. Trời ơi. Tùng luôn hả? Qua đây chú Mười, qua lụm đắng này đi. Qua đây nè. Nó kìa, cái đuôi kìa phải không? Ừ. Nó đang rút vô. Rồi rồi, con rắn. Nó đang rút. Đuôi rắn. Thấy con rút vô này hả? Thấy có đuôi, cái đuôi không rút vô không ạ? Hy vọng là cái con rắn cái đuôi tần trần luôn á. Phải không? Ừ. Rồi. Mà nó rút. Cô Trần chú anh Hiển ơi, cô Trần nói anh Hiển ơi. Nó rồi. Cái đuôi bự lắm. Nghe mấy ổng nói con rắn bự lắm mà. Ừ. Cái đuôi chà bá luôn á. Mà thấy được cái chốt đuôi đang rút vô không à? Con thấy cái đuôi đó, con nhìn nói chung là mình quay là cố tình mình nhìn vô cái hang thôi cô chú anh chị. Có gì phát hiện là mình báo lên liền. Nhiều khi chú Bảy chú Mười đào rồi hốt đất đâu có để ý đâu. À cái hang gì không biệt mụ dưới á. Cạo lớp đó. Ừ. Chú có chích xíu đuôi không à, biết con đáng gì. Hy vọng đáng hổ, đừng có hổ hành. Đuôi là không phải đuôi hổ vện rồi. Không phải, đuôi là không phải đuôi hổ vện, đuôi đen mà. Ừ, một hổ hành, hai hổ sáp à. Đuôi đen mà, hổ hành hoặc hổ sáp. Ừ. Ở tống lỏng nha không cô chú anh chị, con rắn ở tống lỏng không? Cái quỷ này đâu nó phải, có sợ ai đâu? Đâu phải lùm bụng là nó ở đâu? Có hang là nó ở rồi. Lấy cái thước tôi thử cái hang này xuống 6 tấc không? Có hơn nè. Ừ. Có hơn luôn á. Độ sâu vậy xuống. Thành luôn. Mình vừa đào vừa lấp đâu thấy nó sâu đâu. Đúng rồi. Hang quẹo vậy. Hai ngách luôn. Hai ngách hang quẹo vậy. Hai ngách luôn. Chết trời, nó không biết đi ngách nào đây. Đây nè, cái đuôi còn. Này làm cái đó đào tới cái đó luôn. Thẳng tới luôn á. Anh ơi. Đây cô Trần mừng binh nha chú Bảy. Trần nằm đó cuộn đó nè. Cái này mới hút được. Cẩn thận mới được. Cái hàng này mới hút. Hút thiệt nè. Hút đất. Hút đất. Trời không có hàng này hút binh luôn. Cánh đi hình dưới kia. Cắt được rồi.
hút qua đây, bớt qua cái này cái nữa. Đang làm như đang cất cất lên này. Thấy phút đầu tiên mà giờ 6 phút là chưa bắt được em. Đây nè. Thấy chưa? Sao chú bảy bự không chú bảy? Rồi rút nữa. Ê chà bá lửa luôn. Phải không? Chà bá lửa luôn. Con cái đuôi nó là bự. Con hồng sáp nóng lạnh luôn á. Hơi hơi sáp. Rồi, giờ phút này mới mừng nè cô chú anh chị. Cao cao lớp đó. Nữa 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 chú mời chú mời. Con. Mày thấy, thấy 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 chạy đuôi nó không? Nó nằm hanh ngay đó đó. Nóng lạnh luôn á. Chụp đó. Mạnh lên nó phải ra mới được. Ôi trời ơi. Cái chạy đuôi nóng lạnh luôn. Lắm á. Hồi nãy cái lỗ vô tăng dần luôn mà. Lè lè lửa rồi đang cái đầu nằm nè, cái đầu ngay đó luôn đó, hồi nãy lú đầu ra nữa đó. Tới đây, tới đây, tới tới đây, tới đây. Anh ném bùng binh đâu đó đó. Em. Rồi xin ơi. Ôi, cái dấu kìa. Nó ở rắn này ở cái dấu mà giữ hay rồi. Hết hồn cái quần cái bùng binh kìa. Trời ơi. Trời ơi con rắn. Thấy không? Hết, hết. À, ba luôn á. Hết hồn bự luôn. Đã cái cậy đuôi nó hết thân luôn mà. Là một khúc luôn. Hồi sát hồi đất vậy nó bóng lưỡng vậy. Con đất này chắc. Chung với mình là hiếm hồ đất lắm cô chú anh chị. Toàn sách chì. Hồ đất rạc rồng của nó là nó đen kịnh, đuôi nó phan, đuôi nó trắng. Ở dưới cái đuôi. Ôi trời ơi. Đáng nói đáng khủng mà. Ôi. Ghê ghê ghê. Quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp anh Hiển ơi. Rồi rồi rồi. Không có anh Hiển là mấy cháu đâu bắt được này đâu. Con rắn kìa. Ôi sắp chì chú bảy ơi, chú mời ơi. Ôi ôi. Chầm chầm luôn. Sắp nào cũng ngon lắm á. Ừ, sắp chì. Chào bá cũng sắp luôn. Cây móc được rồi đó. Cho lòng lòng nó dễ bắt. Đang thở một mình hết thật. Thứ bự mà qua đây này cho mấy qua đây. Bự ở bên lớn hay rồi. Đóng thì lớn luôn. Thì như đóng luôn. Ngắn là một đống luôn. Lấy cái nạn á bác. Hết nổ còn rắn. À đây em. Nắm đuôi gì, nắm đuôi nó dở đâu kia chú ba. Trời ơi, con rắn khủng luôn. Trời ơi. Ôi nó dài. Con rắn khủng luôn mà nó dài. Luôn luôn á. Trời ơi. Ơi. Nó muốn đục mắt hay gì ta? Muốn đục mắt cái gì nữa? Không thấy đường luôn chú bảy ơi. Trời ơi, ê trời 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 trời. Ôi trời ơi, con này nó cầm ăn nữa kìa. Đang hết nổi thịt chi. Trời ơi. Trời ơi. Chào bác. Trời ơi chứ mang. Đang khủng khiếp. Con rắn cái mang cậu một bàn tay thôi mà. Trời ơi. Đó đó đó. Rượt luôn, rượt luôn à. Con này nó già dữ là chú bảy ơi. Ừ. Nóng lạnh mà. À con này lâu năm lắm rồi nè. Lâu năm. Con này sống lâu rồi, lâu. Nghe thấy ghê không? Im im. Thấy ghê luôn. Im im chú bảy cho nghe nó kìa nghe chú bảy. Chứ mời đêm chứ mời không quay cái màn này. Kéo kéo ra. Giãn rồi.
bắt đi chú Ba, bắt đi chú Ba, bắt đi. Mình đang quay nó bị hết pin, mới thay pin của chú anh chị. Mày, ôi con rắn. Ủa ve nè, ve đeo nè, ve thằng gần luôn, ve lư luôn nè, ve nè. Ôi cô chuẩn này, cô ve già bá luôn đây nè. Đố cô chú anh chị với con ve này, ve gì? Nè, một con hai con bắt luôn nè, một con nè, đây coi, hai con nè, đây nè, đây nè, ba con nè. Rắn này nó dơ lắm mà ve không cho trời. Ve nè cô chú anh chị, thấy không? Ồ ve. Ồ đeo, đeo thằng ghẻ luôn nè. Ghẻ luôn. Con rắn này. Ôi con lấy là con rắn. Con rắn cái. Con cái. Con cái. Ve cắn ngắn rồi. Ve cắn mấy ngày luôn mà. Ghẻ tôm lum luôn thèo. Cắn cưa lưa luôn. Nóng lạnh con rắn này luôn cô chú anh chị ơi. Rồi để con lấy cái phan. Bây giờ kiếm chỗ nào rồi, lên lên cái này chú Bảy. Đo gạch đi, mình lấy thước mình đo thử nó nhiêu. Đây nè. Em lấy tấm gạch. Đo đâu kỹ mày? Đâu á thì để ngang cái nè, thấy nè. Ngang nè, ở dưới đất sau canh đó. Anh Hiển lại cầm giùm mới đuôi anh Hiển. Nè, bây giờ cái đầu để ngay chỗ này chú ơi. Cái đầu để đây nè. Chú Bùi ơi. Lấy em còn cái túi vải với cái cần luôn chú Bùi. Đây nè ba luôn, để nghe chỗ tiếp luôn á. Trời ơi không được, dư rồi, thiếu rồi. Hả? Thiếu rồi, dư cái đuôi còn không được. Thế đây nè. Dư ấy mình kéo khoảng đó tiếp. Kéo lại nè, cái đầu đây nè. Được không? Bằng chưa? Bằng không? Thì thiếu. Tới mí đã không? Tới mí không? Không, tại con nắng còn dùng nè. Con nắng còn dùng nè. Nè, vậy là tới nè. Bằng chưa? Tới rồi đó. Đây phải không? Bỏ này cô chú anh chị, cái này nè, bỏ này dưới này. Rồi ngay miếng này nè. Lần này với đằng này bỏ, lần này rồi. Rồi. Đây, nãy mình đo nó cái mới được. Đó mình. Chú Mùi đo đi. Đó, đụng mí luôn phải không nè? Rồi đụng mí luôn. Đi vừa. À 1,5 tới đây nè. Rồi. À tới đó đó. Buồn hẻm. Anh nè, chú mua chăm chú. Tới mít tình đó thì dạch trên đường thẳng nè. Con này còn 1 mét, còn 50, 52. Phải không? 52 là 2m02. 2m02. Ôi ô, rắn 2m02. Ông nội ơi. Nóng lạnh vậy. Hết con rắn luôn. Rắn này nó cố tổ luôn rồi. Hết nối rồi. Cụ hàng cụ của cụ rồi. Cụ rắn. Cụ sống lâu năm dễ là nó dạy nấy nè. Nè lắm anh em không luôn. Cụ này lâu dữ rồi. Tại ở dưới không có cái chỗ đo, mình xin lên ngay chỗ này mình đo của chú anh chị. Hàng dưới không có chỗ đo, hết nối con rắn nè. Nóng luôn. Dạ lá me không nè, thấy không? Nóng luôn. Lâu lâu bắt đường rắn bự quay lâu lâu cho cô chú anh chị xem đồ. Rồi vô đi. Đào vô tới thấy cái cậy đuôi tầng trần rồi biết rắn bự rồi. Phải cần thục ra hoài nữa chứ. Rủ. Cần em luôn nè. Con này ngoài 2kg chắc. Quá bự. 2 mét mấy? 2m02. 2 phân. Hổng lên nha. Đo hổng đàng hoàng nha. Ủa cân hổng đàng hoàng nha. 1kg mốt 65g. Cái gì vậy? Có 2kg mốt 65g. Anh nói cũng sao. 2kg mốt 65g. Con này còn 2kg 65g của chú anh chị. Ủa con đáng vậy anh cân anh dở lên là cân ký mốt. Wow trời con rắn luôn. Đóng lạnh con rắn luôn à. Ôi ôi.
Rồi, quá ngon. Cái mùi còn đang khều khều đằng kia đó kìa. Hết đó, con rắn dài 2m02 phân. 2m2. Rắn cái dài. 2m2. Cù đất. 2m2 nó nặng 2kg 06g. 65g. Quá dữ. Ôi giời đào nè. Đào tự ngay khúc đó mà vô tới đây. Đâu rồi. Mình nhắm đi, 1m, 2m, 3m. 3m phải xuống à. Bên đây 1m nữa, bên đó thì 2m nữa là hết. Lóc là vớt rồi đó. Thôi mình cho 3m được rồi. Thì vô đây mà nó xuống đây khoảng 6 tấc. Cái hàng cắm xuống á, 6 tấc. Nghe một bên nóng lạnh luôn à. Rồi bây giờ mấy cháu mình lắp lại. Lắp lại đi tiếp. Quá. Quá rồi. Cái này này kiếm cây về thế lật mấy tấm đai này lên coi chừng có rắn nằm dưới luôn á. Dấu quần nè. Lỗ mấy ngoài. Trời ơi. Giấu đi nè cô chú anh chị. Mà không, nó không có vô hang mới đau chứ. Nó không có vô hang. Trời ơi, dài, dài, dài luôn á. Này con móc ra rồi, giống mới lắm. Chưa mới gọt nó bao mũi nó cắn dữ thiệt chứ. Rồi. Kết cục thành quả được một con 2kg 65g của chú anh chị. Chưa được 2kg 1. Phải được 2kg 1, ngon quá. Cho chẳng chẳng ha. Thì giờ mình chắc cũng xin phép dột về kết thúc clip này đây. Rồi. Chú Mười ơi. Ôi, chào cô chú, chào anh em luôn. Rồi chào cô chú anh chị, chào anh em luôn. Bảy ơi. Rồi, chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Hẹn cô chú anh chị clip sau.